Dạ con đừng mến chào bà con nha. Hôm nay tiếp tục đến nhà vườn của Ngọc Hương giao lưu phôi hoa giấy nha bà con. Như bà con đang xem là những cái cây collard rất là đẹp luôn. Dáng nghệ thuật nha, giá mềm luôn. Mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn em Ngọc Hương à. Em chào Hương. Dạ con mến chào quý cô chú quý anh chị đang theo dõi clip của nhà vườn con ạ. Bữa nay nhà vườn con tiếp tục lên một số phôi giá mềm, rất mong quý cô chú quý anh chị ủng hộ nhà vườn con ạ. Con lên phôi mã số 1. Mã số 1 này con giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Hoành đang ra được 17. Đế 34. Tổng cao là 44. Rồi con qua cây này. Con lên tiếp theo là cây mã số 2. Mã số 2 con giao lưu nhà mình giá 300 ạ. Hoành đây con đo được là 24. Đế 28. Tổng cao là 40. Rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo. Tiếp theo cây mã số 3. Số 3 cây này con giao lưu nhà mình giá 250 ạ. Hoành đang đo được 19. Đế là 30. Tổng cao là 41 nha cả nhà. Dạ con qua cây này. Con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã số 4 ạ. Mã số 4 này con giao lưu nhà mình giá 200. Hoành đang đo được 21. Đế dài 38. Tổng cao 55. Dạ con qua cây này con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo cây mã số 5. Mã số 5 giao lưu nhà mình giá 150 ạ. Hoành đang đo được 18. Đế dài 37, cao 55. Dạ con qua cây này luôn ạ. Con lên cây mã tiếp theo. Tiếp theo cây mã số 6. Mã 6 con giao lưu nhà mình giá 250 ạ. Hoành đây con đo được là 21. Đế dài 36, cao 48. Dạ con qua cây này con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã số 7. Mã 7 giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Hoành đây con đo được 20. Đế dài 33. Cao tổng bay là 54. Rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã số 8. Mã 8 giao lưu nhà mình 150 ạ. Hoành đây là 16. Đế dài 40. Tổng cao là 53. Cây một rễ nha cả nhà. Dạ rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo. Tiếp theo cây mã số 9. Mã 9 con giao lưu nhà mình giá 150 ạ. Hoành đây con đo được 18. Đế dài 28. Tổng cao 37. Rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo là mã 10 ạ. Mã 10 cây này nhà mình vô đổ thế đổ được nha cả nhà. Mã 10 giao lưu nhà mình 200 ạ. Hoành đây con đo được 20. Đế là 40, tổng cao là 49. Dạ con qua cây này con lên cây tiếp theo ạ, là mã 11. Mã 11 giao lưu nhà mình 250 ạ. Mảnh đây con đo được là 24. Đế dài 42, tổng cao 61. Dạ con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo mã 12 ạ. Mã 12 150 ạ. Hoành đây 23. Đế dài 29, tổng cao 47 nha cả nhà. Dạ con qua cây này con lên cây tiếp theo. Tiếp theo cây mã 13. Mã 13 cây này là gì? Con giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Hoành đây 18. Đế dài 30, tổng cao 42. Dạ con qua cây này con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 14. Mã 14 con giao lưu nhà mình giá 250 ạ. Quảnh đây con đo được 22. Đế dài 35 và cao là 46 cả nhà ơi. Đế đặc nha cả nhà. Dạ con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo cây mã 15 ạ. Mã 15 con giao lưu nhà mình 300 ạ. Quảnh đây là 23. Đế dài nha cả nhà. Đế dài 47. Tổng cao là 60. Dạ rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo. Tiếp theo cây mã 16 ạ. Mã 16 con giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Quảnh đây đang con đo được 23. Đế dài 38. Tổng cao 52. Dạ con qua cây này con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo cây mã 17. 17 này con giao lưu nhà mình 200 ạ. Quảnh đây là 20. Đế là 33.
cao của nó là 46 nha cả nhà. Dạ rồi, con qua cây này à, con lên cây tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây mã 18. Mã 18 con giao lưu nhà mình giá 150 ạ. Quả đây con đo được 20. Đế dài 33, cao 47. Dạ con qua cây này à, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 19. 19 cây này con giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Mảnh đây con đo được là 21. Đế dài là 38. Tổng cao là 52. Cây quá nha cả nhà. Trời nó quá thế, nóng lạnh luôn. Rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 20. 20 cây này con giao lưu nhà mình 150 ạ. Quảnh đang đo được 17. Đế dài 46. Tổng cao 60. Dạ rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo cây mã 21. 21 cây này giao lưu nhà mình 250 ạ. Quảnh đang đo được 22. Đế dài 43. Tổng cao 60. Dạ con qua cây này con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo cây mã 22. 22 con giao lưu nhà mình giá 250 ạ. Quảnh đang đo được 20. Đế dài 33. Tổng cao 47. Dạ con qua cây này con lên cây tiếp theo. Tiếp theo cây mã 23. 23 con giao lưu nhà mình 150 ạ. Quanh ở đây là nó mắc cái nhánh đó cả nhà. Con đo ra tới 27 nha. Đế dài 25. Tổng cao của nó là 48. Dạ rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo. Tiếp theo cây mã 24 ạ. 24 cây này nó bị thẹo rồi nha cả nhà ơi. Cây này con thanh lý nha. 24 cây này con thanh lý giá 180 nha. Nó thẹo nhưng mà nó khô, nó liền, nó lành rồi. Nhưng mà nó rất là khủng. Con thanh lý cho nhà mình giá 180.000 nha. Quanh ở đây con đo được là tới 28 lận nè. Đế nó dài là tới 50 lận. Và tổng cao của nó luôn là 72. Cây này nó vô thế bay vậy nha cả nhà. Đó. Dạ rồi con qua cây này con lên cây mã tiếp theo ạ. Mã tiếp theo là cây mã 25. 25 cây một rễ lực nha cả nhà. 25 con này con giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Quảnh đang đo được 19. Đế là 29. Và cao luôn là 47 nha cả nhà. Dạ rồi con qua cây này ạ. Con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã 26. 26 cây này con giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Quảnh đang đo được là 22. Đế dài 32. Cao 50. Rồi con qua cây này ạ, con qua cây này con lên cây tiếp theo. Cây tiếp theo cây mã 27. 27 giao lưu nhà mình 150 ạ. Quảnh đang đo được là 17. Đế dài 24. Cao 37. Cây này lùng lực nha cả nhà. Đó. Rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 28. 28 này con giao lưu nhà mình giá 200. Quảnh đang đo được 21. Đế dài 27. Tổng cao 48 nha cả nhà. Dạ rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo. Tiếp theo cây mã 29 ạ. 29 này con giao lưu nhà mình giá 250 cả nhà ơi. Quảnh đây con đo được 21. Đế dài 47. Tổng cao 52. Chúng gọn ở dưới. Chúng gọn ở dưới vô mới được. Ừ hả chú trời đâu chúng mới đầu rồi. Rồi con qua cây này cả nhà ơi. Con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã 30. 30 này con giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Quảnh đang đo được 21. Đế dài 25. Cao 48. Dạ con qua cây này ạ. Con lên cây tiếp theo. Tiếp theo cây mã 31. 31 này con giao lưu nhà mình giá 150 ạ. Quảnh đang đo được 16. Đế dài 30. Tổng cao 44. Rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo. Tiếp theo cây mã 32. 32 này giao lưu nhà mình 150 luôn ạ. À. Quảnh đang đo được 20. Đế dài 28. Tổng cao là 46. Hạn chế dịnh cây cũ. Ok. Rồi con qua cây này ạ. À. Lên cây tiếp theo là cây mã 33. 33 này giao lưu nhà mình 150 ạ. À. Quảnh đang đo được 20. Đế dài 30. Tổng cao của cây này là 53 nha cả nhà.
Rồi con qua cây này luôn ạ, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 34. 34 này giao lưu nhà mình 150 nha. Quảnh đang đo được 15. Đế dài 27, dài cao là 38. Rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã 35, đúng không ta? Đúng rồi, mã 35 này con giao lưu nhà mình giá 150 nha. Hành ở đây con đo được là 20. Đế dài 33, dài cao là 45. Chúng còn gì á, khom xuống chút nữa để đụng đầu. Rồi, con qua cây này ạ. Con lên cây tiếp theo, là cây mã 36. 36 này con giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Quảnh đang đo được 26. Đế dài 34 và tổng cao là 49. Dạ con qua cây này, con lên cây tiếp theo, là cây mã 37. 37 này con giao lưu nhà mình giá 130. Quảnh đang đo được 20. Đế dài 28, tổng cao 50 nha cả nhà. Rồi con qua cây này, con lên cây tiếp theo, là cây mã 38. 38 này con giao lưu cho nhà mình giá 150. Hoành đang đo được là 19. Đế dài 38 và tổng cao là 50 ạ. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo luôn ạ. Tiếp theo là cây mã 39. 39 quái nha cả nhà. 39 này con giao lưu nhà mình giá 250 ạ. Hoành ở đây con đo được là 18. Đế dài 43 và tổng cao là 50. Dạ con qua cây này, con lên cây tiếp theo là cây mã 40. 40 này con giao lưu nhà mình giá 200 nha cả nhà. Quảnh đây con đo được 26. Đế dài 30 và tổng cao là 48 ạ. Dạ con qua cây này, con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã 41. 41 này con giao lưu nhà mình giá 150 ạ. Quảnh đây con đo được 18. Đế dài 28 và tổng cao là 48. Dạ con qua cây này, con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo cây mã 42. 42 này con giao lưu nhà mình giá 150 ạ. Quảnh đây con đo được là 19. Đế dài 28, tổng cao là 40 ạ. Rồi con qua cây này, con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo cây mã 43. 43 cây này con giao lưu nhà mình giá 150 ạ. Quảnh đây là 19. Đế dài 30, tổng cao là 52 nha cả nhà. Dạ rồi con qua cây này, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 44. 44 này con giao lưu nhà mình giá 150 luôn ạ. Quảnh đây con đo được là 23. Đế dài 25 và tổng cao là 36 nha cả nhà ơi. Dạ con qua cây này, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 45 ạ. 45 cây này con giao lưu nhà mình giá 250. Quảnh đây con đo được 20. Đế dài 28, tổng cao là 44. Dạ con qua cây này, con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã 46. 46 một cây một rễ, co quá lắc. Cây này con giao lưu nhà mình giá 250 ạ. Quảnh đây con đo được là 18. Đế dài 34 và tổng cao là 45. Dạ con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 47. Chắc ở đây nè, kéo dài qua. 47 này con giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Quảnh đang đo được là 18. Đế dài 40 và tổng cao là 50 nha cả nhà. Rồi con qua cây này, con lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo là cây mã 48. 48 này con giao lưu nhà mình giá 150 ạ. Quảnh đang đo được 18. Đế dài 230 và tổng cao là 48 nha cả nhà. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 49. 49 cây này giao lưu nhà mình 150 ạ. Quảnh đang đo được 25. Đế dài 27, tổng cao 40. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo luôn ạ. Tiếp theo là cây mã 50. 50 là cây cuối cùng trong clip này ha cả nhà ơi. Mã 50 này mà con giao lưu nhà mình 150 nha. Hoành đang đo được 24. Đế dài 33
và tổng cao là 50. Rồi, rất mong quý cô chú với anh chị theo dõi clip và ủng hộ cho nhà vườn con ạ. Rồi, anh cảm ơn Ngọc Hương nha. Mến chào bà con và hẹn gặp lại bà con clip kế tiếp nha bà con. Mời bà con và các bạn mình cùng đón xem thêm nha.